Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện á cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì như cái khung cảnh này á, thì cả nhà mình biết ngày hôm nay Lê Trung đến đây để làm gì và cái dự định ngày hôm nay sẽ ra sao rồi hả cả nhà. Thì như cả nhà mình có theo dõi video ở trên kênh của Lê Trung á, thường xuyên á, thì cả nhà mình sẽ biết là có một hôm Lê Trung đến một cái căn nhà quan. Thì Lê Trung cũng đã có gặp được một cái vị vong linh của một anh trai. Thì anh đã bị mất nửa cái thân người đó. Thì lần đó thì Lê Trung cũng đã cố gắng dùng thuật để mà giúp cho anh có lại cái thân người, nhưng mà do là Lê Trung chưa từng gặp cái cảnh đó, cũng như là chưa từng học qua về cái việc mà trùng sinh lại các bộ phận trên cơ thể cho các vong linh đó. Cho nên thì lần đó thì Lê Trung đã thất bại và Lê Trung làm không được. Cho nên Lê Trung đã thu giữ cái hồn phách của anh vào trong cái bình hộ lô kim cang để đem về. Sau khi mà Lê Trung lên thầy để xin thầy và một số cái ý kiến, cũng như là hỏi thầy xem là có cách nào để giải quyết cái tình trạng đó hay không, thì thầy cũng đã chỉ cho Lê Trung được một cái bài pháp để trùng sinh lại những cái bộ phận ở trên cơ thể của các cái vong linh mà đã bị khiếm khuyết đó cả nhà. Thì sau khoảng hơn một tuần, Lê Trung cũng đã luyện pháp, thì cũng đã giúp được hai vị vong linh trước đây cũng đã mất một phần của cơ thể. Thì ngày hôm nay cái ca nặng nhất đó chính là cái ca của anh trai mất nửa thân người. Thì tính ngày hôm nay thì Lê Trung mới dám làm, tại vì làm là phải chắc chắn, chứ mà bây giờ làm mà cứ kiểu như là để mà cứ trật vượt hoài á thì sẽ mất rất nhiều thời gian, cũng như là mất rất nhiều linh lực. Cho nên là Lê Trung phải luyện cho đủ ngày đủ giờ thì mới có thể là dám làm cả nhà. Vậy rồi thì bây giờ như thường lệ thôi, thì trước tiên thì Lê Trung sẽ đặt ra một cái bàn nghi thức để Lê Trung cúng kiến cho các cái vị thần thánh ở khu vực này đang ngự trị trên cục thổ này. Rồi sau đó thì Lê Trung sẽ nhờ cái thần lực của các ngài để mà trợ lực cho Lê Trung, để có thể là giúp đỡ cho cái vong linh của cái anh trai này nó được toàn vẹn cơ thể để được đi về chùa, về núi để mà tu hành đó cả nhà. Nói chung mấy ngày hôm nay cả nhà, thì thứ nhất á, là do cái tình trạng Lê Trung đang trong cái giai đoạn là luyện pháp, thì sức khỏe của Lê Trung nó cũng rất là yếu, rồi gặp cái tình trạng là giao mùa quá cả nhà. Nói chung là hiện tại bây giờ cái cổ họng của Lê Trung nó đau nè, rồi nó đau thốc lên cái sống mũi và nó nhức mỏi cả người luôn. Nhức mỏi cả người là do mà Lê Trung luyện pháp đó cả nhà. Còn cái tình trạng cái cổ họng thì do là cái tình trạng là Lê Trung bị viêm phế quản á, mà trị hoài thì trị nó cũng tái đi trở lại hoài. Cứ là thời tiết nó thay đổi cái là Lê Trung bị, thời tiết thay đổi là bị. Thì đến ngày hôm nay thì Lê Trung đã luyện được khoảng 70% cái bài pháp đó rồi đó. Thì Lê Trung sẽ cố gắng luyện thêm vài ngày nữa, luyện thêm 1-2 ngày. Tối nay Lê Trung luyện và luyện tới 12 giờ. Sau khi Lê Trung đi luyện tới 12 giờ đi làm xong về, Lê Trung sẽ luyện tới 12 giờ 1 giờ gì đó, rồi xong Lê Trung sẽ luyện thêm một cử sáng nữa. Thì chắc có lẽ là ngày mai Lê Trung sẽ luyện xong và Lê Trung sẽ giải cái bùa cung mà thông luôn cả nhà. Nói chung thì cái bùa cung mà thông nó cũng khá là mạnh, cho nên là cái bài pháp của sư phụ đưa thì phải luyện cho nó xong, cho nó hết, luyện cho nó nhuần nhuyễn, thì mình khi mà mình thực hiện á thì nó sẽ không bị trục trặc. Có nhiều cô chú hỏi tại sao sức khỏe của Lê Trung yếu kém như vậy. Thì nói chung thì sức khỏe của Lê Trung nó yếu từ xưa rồi cả nhà. Ngày xưa khi mà Lê Trung chưa gặp thầy á, thì Lê Trung bệnh rất là nhiều đó. Thì bệnh mà tới nỗi là gần như là chết đi sống lại vậy đó cả nhà đó. Rồi sau lại khi mà lên gặp được thầy á,
thầy mới trị cho giữ lại cái bổn mạng cho đi chung. Đó, rồi từ đó là cái căn quả của Ly Chung nó mới hiện ra và được thầy tin yêu, và thầy đã nhận Ly Chung làm đồ đệ và truyền cho những cái bài pháp, bài chú. Ban đầu thì chỉ để truyền cho Ly Chung để mà giúp cho Ly Chung cái bổn mạng của Ly Chung thôi. Nhưng mà không ngờ là sau khi mà Ly Chung học đi sâu vào trong cái bộ môn đạo thuật á, thì bất ngờ là lại có được cái cơ duyên là nhìn thấy được vong linh. Đó, rồi thầy thấy như vậy nên cho nên là thầy cũng đã dạy thêm một số cái phép thuật, rồi cấp cho cái sắc lệnh để đi cứu độ cho vong linh. Đó, thì có nhiều người quý ông bà cô chú anh chị hỏi là Ly Chung tại sao có duyên được với nghề, thì đó cái duyên của Ly Chung nó đến từ đó đó cả nhà. Ly Chung trước đây thì bệnh hoạn dữ lắm, thậm chí là quỷ ma rồi nhập, rồi bị người ta yểm bùa đồ trong người te tu tơi tả trên cái nhà. Thôi bây giờ thì để Ly Chung thực hiện cái bàn nghi thức cho nó xong đi, rồi Ly Chung sẽ mời cái vong linh của cái anh trai mà bị mất nửa thân người á ra để mình sẽ giúp cho họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Tổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ để cho các cái vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây, để giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đói lạnh hơn, cũng như con xin được nhờ cái thần lực của các ngài các ông. Ngày hôm nay con đến đây thì con xin được nhờ cái thần lực của các ngài các ông đã thi triển cái thuật Như Lai Trùng Sinh Pháp để mà có thể là tạo lại nửa thân người dưới cho cái vong linh của anh trai mà con đã giam giữ, đã giữ cái hồn phách ở trong cái bình hồ lô kim cang, để giúp cho anh được trọn vẹn cái thân người để có thể là đi về chùa, về núi, về non để mà tu hành học. Nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật. Rồi bây giờ thì để Ly Chung sẽ mời cái vị vong linh ra như thế nha. Em chào anh. Chào cậu. Hôm nay thì anh ở trong cái bình hồ lô của em đó, có khó chịu không? Không, tôi nghe dễ chịu lắm, với lại trong đó hả, có kinh kệ đồ, tôi nghe nhẹ lòng lắm. Cũng như là nói chung bây giờ là anh đã buông bỏ được hết cái uất hận, cái oán hận của mình rồi đúng không? Đúng vậy. Rồi. Như em đã hứa với anh đó, thì anh cũng nhớ rồi đúng không? Cách đây vài hôm thì em cũng đã hứa với anh là để em sẽ cố gắng để mà tạo lại nửa thân dưới cho anh. Thì ngày hôm nay thì sau một thời gian thì em cũng đã luyện pháp, tới nay thì cũng đã gần 10 ngày rồi. Thì em luyện cũng đã được hơn 70% rồi đó. Thì em cũng đã thử dùng cái pháp này để mà giúp đỡ cho được hai vị vong linh. Một vị thì mất một chân, một vị thì là mất hai cái bàn tay, thì cũng đã rất là thành công rồi. Thì hy vọng là ngày hôm nay tới phiên anh thì cũng sẽ được thành công mỹ mãn, để giúp cho anh là được thanh tâm an lạc về chùa, về núi để tu hành. Thì bây giờ trước khi mà em làm thì em cũng nói với anh, anh cố gắng là thả lỏng hết cơ thể ra, cố gắng là thành tâm với cái mức hết cỡ niệm Phật, rồi là cầu bề trên soi xét cho mình để mà em có thể giúp được anh đó. Rồi bây giờ đó là trước khi làm thì anh hãy chắp tay lên đi, rồi anh niệm giúp em 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật, rồi anh niệm lầm thầm với cái lòng thành cao nhất của mình để em giúp cho anh nha. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng.
Mà trong cái giai đoạn làm á, thì nó có xảy ra cái nóng hay là nó có xảy ra những cái vấn đề gì đó, anh cũng phải cố gắng anh chịu, chứ anh đừng có bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì nó sẽ không có hoàn thành nha anh. Tôi biết rồi. Rồi bây giờ thì cố gắng nè, anh em mình làm cho nó đạt một cái một là đạt luôn nè. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì anh nhìn xuống cái bộ phận dưới của anh đi, anh xem là nó như vậy đã được chưa? Cái người dưới tôi đó có rồi, có chân rồi, thôi, tôi mừng quá à, tôi mừng quá, trời ơi. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Thôi, ngồi im đó, ngồi đó, tôi biết rồi, biết mừng rồi. Bây giờ là sức khỏe tôi nó đang rất là yếu, cho nên là đừng có ôm tôi. Bây giờ là mừng lắm rồi đúng không? Đúng rồi, tôi mừng lắm. Ừ. Rồi cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Rồi bây giờ là mừng rồi thì ngồi xuống đi, rồi hay là muốn làm gì rờ rẫm gì đó rờ đi, rồi tí xíu nữa rồi tôi tính tiếp. Đâu, ok không? Hai cái chân vậy được chưa? Tôi mừng quá trời, tôi mừng luôn. Không rồi, tôi mới được cái thân nữa, cái thân người dưới với lại được cái chân đi lại lại nè. Ngon lành như vậy. Cảm ơn nhiều lắm. Nếu không có cậu tôi giúp thì chắc hả? Tôi là tôi không có cái nửa thân người dưới của tôi luôn. Thì đó, bây giờ cũng như em nói với anh á, mình làm cái gì cũng vậy, có bề trên ta soi xét sẵn hết, không phải tự nhiên mà em lại được gặp anh và anh lại được gặp em đâu. Tại vì bề trên thấy soi xét được, nhìn thấy được trong người anh có một cái lòng thiện nhân, có một tấm lòng tốt cao cả gì đó. Đó, tuy rằng là anh đã bị cái cuộc sống của anh nó không có được tốt, nhưng mà cái đó là do cái nghiệp quả của anh phải trả. Nhưng mà khi mà anh trả hết rồi thì bề trên cũng sẽ sắp xếp cho anh đó nhận lại được cái gì đó, chứ không phải là anh làm việc thiện xong rồi bề trên bỏ hay là người ta bỏ anh đâu, hiểu không? Tôi hiểu rồi. Bởi vì em nói với anh á, em cái này là em cũng nói với anh, em nhắc với anh luôn, để mà sau khi mà anh chuyển kiếp anh cố gắng anh nhớ đó, anh làm việc thiện thì anh sẽ nhận được cái quả thiện, gieo nhân nào thì gặp cái quả đó. Anh làm việc ác thì suốt đời suốt kiếp của anh á sẽ bị hành hạ, bị bề trên dòm ngó quở phạt. Còn anh làm việc thiện á, tuy rằng cái quả thiện nó tới chậm, nhưng mà nó cũng phải tới, và nó tới với anh khi mà nó tới với anh được á, anh đã nhận được cái quả thiện á, thì cái quả thiện nó rất là ngon, rất là ngọt. Nó còn anh làm cái quả cái anh gieo cái nhân ác á, thì anh gặp cái quả ác, tuy rằng nó cũng vẫn vậy, nó không có tới liền đâu. Đó, nhưng mà khi nó tới được á, nó tới liền thì đỡ nha. Cái quả ác khi mà nó tới liền thì đỡ. Còn mà nó lâu tới quá, nó tồn động lại lâu quá, thì khi anh nhận cái quả ác thì nó rất là đau khổ, bi thương. Nói cho nên đó là em khuyên anh á, hãy cố gắng làm sao anh thể hiện hết ra được cái lòng thiện nhân của anh. Tại vì em nhìn thấy anh trong người anh là cũng có cái lòng là tánh thiện đó, chứ anh không có ác tâm, không có giả tâm gì hết á. Em nghe em nói vậy thì anh có hiểu được chút nào không? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ghi nhớ lời của cậu dặn dò. Rồi sau mấy ngày hôm nay em để cho anh trong cái bình hồ lô, rồi em cũng chỉ là cho anh nghe kinh kệ để giảm bớt cái uất hận của mình đó, thì anh có đói bụng lắm không? Có chứ, tôi nhịn ổn rồi, tôi đói quá à. Bây giờ trước tiên để em giúp cho anh đi về chùa để mình tu á, thì chắc là em sẽ nhường cái vị trí này lại cho anh một xíu, để cho anh dùng hai cái vật lễ, ba bốn cái vật lễ này đi. Thứ nhất là cơm nè, cơm thì chỉ có cơm chay thôi đó, cam với lại là bánh, rồi đây có nước hương, thì anh cố gắng anh dùng đi, rồi em sẽ giúp cho anh tiếp theo nha. Được rồi, thì anh bây giờ anh dùng đi, rồi em sẽ tí xíu nữa anh dùng xong em sẽ vào tiếp tục em giúp cho anh nha. Tôi biết rồi. Gió quá gió rồi, chuẩn bị mưa nữa hay gì, là anh thấy không, như là lần nào đến đây cũng mưa hết trơn trời. Rồi anh dùng đi, dùng cho ngon miệng nha anh.
Sao rồi? Anh dùng cơm nước rồi bánh trái đồ này kia no hết chưa? Nãy giờ cậu ăn rồi, nó no rồi cậu ơi. Giờ có là được hai cái chân thì chắc vui lắm hả? Vui, mừng dữ lắm. Không có từ nào mà để diễn tả nổi luôn á. Bây giờ có được hai cái chân rồi thì bây giờ còn bây giờ cố gắng mình làm sao để cho nhiều đời nhiều kiếp tiếp theo á mình khỏi phải chịu cái cảnh vậy nữa anh nha. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ lời cậu. Chứ nói chung á bây giờ á mình cứ vô minh, mình cứ không hiểu về cái luật nhân quả như thế nào, mình cứ làm đùa làm đại, mình thích gì mình làm đó, mình không có nghĩ tới cái hậu quả vì sao á. Đó thì nó rất là khổ. Vậy anh thấy không, có nhiều người á người ta làm chơi mà người ta ăn thiệt đó. Rồi có nhiều người á tại sao người ta cũng đồng thời cùng trang lưới với mình mà tại người ta sống trong cái cảnh á là sung sướng rồi á, sống trong cái cảnh là không phải lo nghĩ tới nhiều cái vấn đề ở trên cái cõi ta bà này đó. Thì mình phải biết và mình suy nghĩ ra. Cho nên là em mới là nghĩ anh nên là hiểu rõ cái vấn đề, cố gắng đi về chùa về núi để tu hành khổ hạnh để mà mình học cái luật nhân quả cho nó rành rọt hết đó, để mà mình biết cách để mà mình xử lý ở trong cái kiếp tiếp theo. Rồi bây giờ anh có còn muốn nói gì nữa không? Tôi nói cũng nhờ có cậu là đã giúp đỡ cho tôi được nửa cái thân dưới, cũng có hai cái chân để tôi đi. Tôi cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ nghe lời cậu chỉ dạy, tôi sẽ tu tâm dưỡng tánh rồi sẽ học để cho không có bị sa ngã đồ này kia nữa. Mà có kiếp sau tôi làm người, tôi sẽ làm một người chất pháp thật thà hiền lành, chứ không có mà lọc lừa đồ này kia nữa. Thì thôi bây giờ thì anh cũng đã giác ngộ, cũng được một điều đã hiểu ra vấn đề rồi. Thì thôi bây giờ để tranh thủ em sẽ đưa cho anh đi về chùa về núi để anh tu, để mình cố gắng mình bồi đắp công đức của mình nó, để nhiều đời nhiều kiếp tiếp theo mình được hưởng, không phải chịu cảnh là khổ cực như vậy nữa nghe anh. Tôi biết rồi. Thôi bây giờ anh chắp tay lên đi, rồi anh niệm giúp em 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, để em sẽ mở cái luồng sáng rồi em trả lực cho anh đi về chùa để anh tu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Rồi, quá đuối. Dạ rồi, thì kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, như cả nhà mình xem video thì cả nhà mình đã thấy rất là rõ rồi. Sau khi mà vong linh của anh trai á được mà nói chung dùng cái Như Lai trùng sinh pháp á để mà trùng sinh lại những cái phần dưới thân dưới của anh đó, thì những cái nhà mà thấy đó anh rất là vui luôn, rất là mừng. Anh nhảy là đóng lên, nhìn anh cũng mình thì mình thấy anh như là anh vui như vậy á, mình cũng rất là vui, nói chung cũng rất là vui theo anh luôn. Rồi anh cảm ơn, rồi anh nhào lại anh tính ôm Lê Trung nữa chứ. Nói chung thì không phải là Lê Trung không muốn để mà tiếp xúc với anh, tại vì hiện tại thì cái sức khỏe của Lê Trung nó cũng không được tốt lắm, cho nên là Lê Trung cũng hơi ngại là giao tiếp trực tiếp với vong linh. Cho nên là Lê Trung cũng đã ngăn anh lại, không cho anh nhào qua. Rồi sau một hồi tâm sự thì anh cũng nói là anh cũng muốn mình ở nhiều đời những kiếp tiếp theo phải được là nó khỏe khoắn, nó thoải mái, không phải lo nghĩ về nhiều vấn đề. Thì Lê Trung cũng đã giúp cho anh đi về chùa để cho anh tu. Thì nói chung không phải là riêng cái vong linh này không đâu cả nhà, nói chung á thì
Chẳng qua thì nó ngay cả Lê Trung đây nè, cũng không phải ham muốn gì đâu. Thì chủ yếu là mình Lê Trung thì không có được cái tiền của nhiều, nhưng những người khác không có thể mà bỏ tiền ra để đi làm thiện nguyện, làm những cái vấn đề này, làm những vấn đề kia. Thì Lê Trung bắt buộc thì Lê Trung làm theo cái hướng này. Thì cái này thì nói chung là trong cái vòng cái bản năng của Lê Trung là có thể là giúp đỡ được cho các vị vong linh. Đó, thì trong cái tầm tay của mình, trong cái tầm quản lý của mình thì mình giúp làm, thì chủ yếu là mình bồi đắp cái công đức để mà nhiều đời những kiếp sau cho con mình hưởng, cháu mình hưởng, rồi khi mà mình mất xuống mình cũng được hưởng một phần. Đó, chủ yếu là Lê Trung làm là gì như vậy thôi. Đó, chứ còn mà những người thì bảo là Lê Trung đi làm thiện nguyện để câu like câu view kiếm tiền, rồi làm thiện nguyện để mà cắt xén cái tiền trong đó. Thì nói chung là những cái clip mà Lê Trung, những cái buổi mà Lê Trung đi phát quà phát gạo này kia đó, thì những cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi về như thế nào thì Lê Trung nêu lên đầy đủ như vậy. Rồi còn như cái nhà mình cứ bảo là Lê Trung làm vậy để câu view câu like, thì thật sự là câu view câu like thì nó vẫn có, tại vì Lê Trung muốn là mọi người yêu thích Lê Trung để mà cái video của Lê Trung nó được đề xuất mạnh, thì đề xuất mạnh thì Lê Trung mới có tiền của bên YouTube đó. Chứ Lê Trung đâu có lấy đồng bạc nào đâu của ông bà đâu. Ví dụ như giờ, ví dụ như cả nhà mình like thêm một like thì Lê Trung cũng đâu có thêm được 5.000, 10.000 gì đâu. Like thêm thì chủ yếu là để cho cái video của Lê Trung nó được đi sức mạnh lên thôi. Rồi còn nói về cái lương YouTube á, thì cả nhà mình á, nhiều khi á, không có ở trong cái nghề thì cả nhà mình á, cũng không có hiểu được cái lương được bao nhiêu. Ở nhà mình cứ bảo có một số người thì lại bảo này chắc 2-3 năm nữa nó cắt nhà lầu, cắt xe, mua xe hơi rồi này kia. Giờ cái nhà còn không có ở nữa, ở đó một ông đâu, nhà lầu cái nhà mà lành lặn ở có được ở là quý rồi. Chứ Lê Trung cũng không có mộng gì cao sang lắm, đừng mưa, đừng tạt, đừng có nắng dột, đừng cái như này kia là đủ rồi. Dạ thôi thì nói năm nay như vậy thôi. Thì ngày hôm nay Lê Trung quay trở lại cái cục thổ này thì để giúp cho vong linh của anh trai thì cũng đã giúp xong rồi. Thì nói chung thì mệt thì cũng có mệt, nhưng mà vui, vui vì đã giúp được anh. Lê Trung sợ là Lê Trung giúp không được, nhưng mà cuối cùng cũng được. Dạ thôi thì video đến đây thì tất cả mọi việc cũng đã xong hết rồi. Lê Trung cũng xin phép khép cái video lại tại đây luôn. Thì một lần nữa Lê Trung cũng xin phép kính chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị, những người đã xem video của Lê Trung, những người đã like, những người đã ủng hộ nè, rồi tất tần tật những người mà yêu thích Lê Trung, yêu thương Lê Trung đó, thậm chí chưa yêu thương thì Lê Trung cũng chúc luôn, chúc cho họ có thật nhiều sức khỏe, chúc cho quý ông bà, cô chú anh chị mình cũng thật nhiều bình an, đó để mình hưởng thụ cái cuộc sống nó thanh tâm an lạc cả nha. Vậy rồi, Lê Trung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.